Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay thì Toàn cũng vừa làm xong một lô đồ anh em, thì những cái mẫu thông dụng cho anh em đi làm ăn ha. Thì Toàn cũng quay cái clip ngắn ha, thì cũng giới thiệu đến tất cả các anh em ha. Thì anh em vô xem nhớ ủng hộ kênh Toàn ha, nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh nha anh em, và một like để lại bình luận ha. Thì hôm nay thì Toàn có một số mẫu anh em, thì những là đại khái những là những cái mẫu thông dụng thôi, thì cho anh em đi làm ăn. Thì hôm nay thì có ba cánh nhọn và hai cánh thái, thì Toàn cũng quay lên chia sẻ cùng anh em ha. Thì ở đây là cái thể loại ba cánh thì mình có thể đi được nhông sên ha. Thì cái này cánh 2 thắt 6, 2 thắt 7, 2 thắt 8, mẫu này nè thì giống hệt gì là ba cái thể loại 26, 27, 28 có ha, thì anh em đi nhông sên được ha. Thì máy 13 15, 18, 20 ngựa thì anh em đi sên 19, 30 thì hợp lý ha. Ngoài ra anh em đi máy 6,5, 7,5, 8,5 cốt xéo. Còn nếu máy xe thì anh em đi được thằng 3T, 63 ha, 64, 66 hoặc 67. Thì những cái mẫu này đều có mẫu cho anh em xài những cái thể loại máy đó ha. Đây, cánh này nó cũng vậy anh em. Thì toàn làm cho khách hai cái nhông sên nè. Này, nhông sên đi tải, tải nổi đều có tốc độ anh em. Thì thường là anh em đi mà dùng không có lục bình, anh em đi tải hoặc là đi tốc độ không có lục bình thì đi những cái mẫu này thì đề nó đề ba rất là nhanh ha. Đây thể loại cũng giống vậy, nhưng mà cánh này cánh 2 thắt 8, 2 thắt 9 anh em. Thì cho anh em đi được máy 68, 72 cốt xéo được 13, 11, 12 nhông sên, anh em đi tua chậm cũng được. Đây thì cũng thể loại từ máy 8, máy 9 cốt xéo hoặc là 3T, 67, 66, 64 nhông sên thì cũng được anh em. Nhông sên thì có tốc độ, mẫu này thì nó khum trước anh em, thì nó khum trước nó có tốc độ, nó nôm anh em. Đây đó, nó có tốc độ. Này thì lắp 16, 18 này bên Toàn có ha. Này thì 2 thắt rưỡi thì cho máy 6 chạy ha, có tốc độ, cốt cao ha, cân nặng là 600 g. Thì hàng dày anh em, cánh gắt và gọn gàng đẹp ha. Đây không có lực vượt anh em, dày dặn cứng cáp. Thì cho anh em đi từ máy 5,5, 6,5 hoặc là máy 7. Thì 3T thì có thể đi được xin lỗi anh em, Kuta đi được 60 ha, nhông sên thì 65, cốt xéo 65, 60. Thì cái nhông sên với cốt xéo thì nó cũng giống nhau anh em, thì anh em sắp 1,2 thì nó cũng như cái cốt xéo mình ha. Đây cũng vậy anh em. Thì bữa nay Toàn có làm cho khách 4 cái. Đèn cái nữa nè. Đây thì ở đây sẵn có cái thể loại đây như Toàn nói. Đây cánh này cánh 2 thắt 6. Đây cho anh em phân biệt ha. Đó, cánh 2 thắt 6, cánh 2 thắt rưỡi, nhưng mà nó cái cùi rồi nó khác nhau nè. Đây đó, nó hai thằng nó khác nhau, cùng thể loại nhưng mà hai cái cân nặng nó khác, cánh nó dài cục khác nhau nè. Đó thì cái loại này thì Toàn bán cho anh em thông dụng ha. Như nó thì nó không được dày, nhưng mà anh em dẫn đi bền thì nó dày dặn cứng cáp theo cái thằng này, chứ mình không so được cái cánh này ha. Nó báo với anh em vậy, thì anh em đặt hàng cái giá tiền thì nó sẽ khác nhau anh em. Thì Toàn không báo giá ở đây, nếu anh em nào có thích thì cứ gọi điện thoại cho mình ha, mình sẽ chốt cho anh em cái giá ha. Đây thì mình có cái mẫu 2 cánh 13 cho anh em đi tải, hoặc là 20 đi tải 18. Thì 2 cánh thái anh em cho anh em đi tải ha, hoặc là anh em có thể xài những cái dòng máy dầu một máy đó, đi 6 đi 8 cũng được. Đây cũng là 2 cánh thái đi tải anh em. Anh em nào có xài cánh thái này thì mình đi những cái vỏ nặng á thì ok ha. Thì xin lỗi anh em chưa giới thiệu, cái này mình đi được 3T 68 ha, 66, còn máy xăng đi được 8 ngựa, 9 ngựa. Đây 2 cánh thái tốc độ anh em, cốt cao 7,5, 6,5 nhông sên 19, 30 máy 20 đổ xuống 13 ngựa là xài được. Đây 2 cánh thái thải luôn nè, 72 ha, xe 72 3 máy. Đây thì xe 68,
Rồi thì tiếp mình có mẫu TV, thì mẫu này rất là đẹp nha anh em, thì theo theo mình thấy ha, còn thì anh em thích hay không thì tùy anh em ha. Thì gần cái này thì có tốc độ anh em, thì ở đây nó có cái lỗ mọt thì nó không sao anh em, nó không có lủng ở đây thì không ảnh hưởng gì, nó hơi xấu chút thôi chứ còn không ảnh hưởng gì tới tốc độ ha. TV thì cho dòng máy nhông sên ha, chuyên nhông sên 6,5 7,5 nhông sên 6,5 7,5 khúc xéo, hoặc là nhông sên từ thằng 13 tới 20 ngựa, sên 19 30 thì rất là tốc độ anh em. Còn có làm cho khách hai cái, thì cái này toàn mới giới thiệu là cái lắp 14 thì cho cái máy 6,5, còn cái này lắp 16 nè thì cho cái nhông sên ha, nhông sên 20 ngựa đó. Mình toàn quay sát cho anh em xem cái đường nhám toàn đánh ha, thì có đóng là 304 anh em. Thì nói chung là cái hàng 304 thì nó cũng giống như 316 thôi, có thể nó cứng hơn 316 ít đỉnh, nhưng mà mình xài nước ngọt thì ok nha anh em, còn nước mặn thì nó hơi gò gỉ một chút, hơi gỉ sét ra, 316 thì nó không gỉ. Đây cái này là lắp 16, thì hàng này thì toàn làm cho anh em nào có nhu cầu ha, thì toàn cũng ít lấy mẫu này về làm cho anh em lắm, thì mình lấy hàng BB với AB nhiều. Hàng này thì chỉ mình lấy một số ít thôi, những anh em nào yêu thích mẫu này thì dặn toàn toàn mới làm nha. Thì bữa nay đồ cũng ít anh em, cũng gọn gàng, cũng có 20 cái đồ anh em, hơn 20 cái. Thì cái này cho máy 6,5 7,5 cút xéo, hoặc là nhông sên ha, sên 13 15 18 20. Đây thì thể loại máy cốt thẳng anh em, thì 5,5 6 ngựa hoặc là 6,5 tay tròn anh em, hai cánh thái tay tròn. Thì toàn kho có làm 4 2 4 6 6 cái. Đây thì có cái mẫu 6,5 7,5 tay hơi dài một chút anh em, thì cái này tắt 8 thì toàn có làm 3 cái, còn gốc 2 cái anh em đó. Thì anh em nào yêu thích mẫu nào thì toàn làm cho anh em mẫu đó ha, thì toàn cũng có quay lên rất là nhiều video cho anh em xem tham khảo. Những anh em nào mà có đặt hàng thì anh em cứ báo mẫu cho mình tư vấn hợp lý. Rồi thì video toàn đến đây kết thúc ha, toàn cũng chúc sức khỏe các anh em ha, có thật nhiều sức khỏe ha. Thì anh em nhớ cho toàn một lượt đăng ký kênh anh em và nhấn chuông ha, thì toàn sẽ cập nhật những video kế tiếp cho anh em xem tham khảo ha. Rồi bây giờ mình xin kết thúc ở đây ha.